Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Nếu như các bạn đang muốn tìm cho mình một chiếc laptop gaming giá cả hợp lý, chất lượng tốt cũng như cấu hình phải đáp ứng được cả nhu cầu chơi game hay xử lý các tác vụ đồ họa cơ bản thì đừng bỏ qua cái tên Acer Gaming Aspire 7. Và với phiên bản mình đang có ở đây sở hữu CPU AMD Ryzen 5 5500U và GTX 1650 sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ gì? Cùng mình khám phá ngay nhé. Không hầm hố như những chiếc laptop gaming khác, Acer Aspire 7 sở hữu thiết kế tối giản nhưng rất hiện đại với tông màu đen là chủ đạo. Phần năm máy và khung bàn phím được hoàn thiện theo kiểu phẳng lì. Logo Acer sáng bóng được đặt nổi bật chính giữa phần nắp lưng, vừa tạo cảm giác sang trọng, vừa giúp tăng tính nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên, dễ bám vân tay nên các bạn lưu ý vệ sinh thường xuyên nhé. Aspire 7 thì được chế tác từ chất liệu nhựa cao cấp, giúp hạn chế tối đa các tác động bên ngoài như va chạm, cháy xước. Máy có độ dày là 22.9mm, trọng lượng 2,1kg, không quá nặng so với nhiều sản phẩm laptop gaming khác trên thị trường, nên các bạn vẫn có thể thoải mái đem theo laptop khi di chuyển ra bên ngoài. Bản lề ngang cứng cáp chắc chắn và có thể mở được 180 độ giúp các bạn dễ dàng chia sẻ nội dung cho người đối diện. Đặc biệt với điểm nhấn là dòng chữ Aspire được khắc tinh xảo tạo nên sự khác biệt đặc trưng cho dòng laptop Acer Aspire. Và một chiếc laptop gaming tốt chắc chắn phải cần có một chiếc màn hình phù hợp để có thể chiến game. Ở đây thì Aspire 7 được trang bị màn hình khá lớn với kích thước là 15.6 inch, màn Full HD, tấm nền IPS, đặc biệt được bao trọn bởi hai cạnh viền siêu mỏng đem đến góc nhìn lên đến 178 độ và các bạn hoàn toàn có thể làm việc văn phòng hay giải trí cơ bản trên chiếc màn hình này. Ngoài ra thì còn tích hợp công nghệ Acer Comfy View giúp bảo vệ mắt của các bạn khỏi tác hại của ánh sáng xanh. Cạnh trên màn hình thì vẫn được trang bị webcam HD 720p tiêu chuẩn, thuận tiện cho việc học tập và làm việc trực tuyến. Ngoài màn hình thì cấu hình cũng là một yếu tố quan trọng mà người dùng quan tâm. Acer Aspire 7 thì được trang bị cấu hình mạnh mẽ trong phân khúc giá với bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 5500U kết hợp với card đồ họa GTX 1650, RAM 8GB vẫn còn khe để các bạn có thể nâng cấp và 256GB SSD. Và với sức mạnh này thì sẽ đảm bảo cho chiếc laptop của các bạn tối ưu khi xử lý đa nhiệm và đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng như Word, Excel cũng như giải trí với một số tựa game nhẹ như LOL hay CSGO. Tuy nhiên, nếu để phát huy tối đa hiệu năng của phần cứng thì mình khuyến khích các bạn nên nâng cấp RAM để trải nghiệm mượt mà hơn. Và xuống đến là phần bàn phím. Bàn phím của Aspire 7 theo mình đánh giá khá cao với layout phím full size, có bàn phím số phụ, thuận tiện cho những ai làm công việc nhập liệu. Phím bấm lớn cho cảm giác gõ khá tốt. Bên cạnh đó thì bàn phím vẫn được trang bị đèn nền giúp các bạn có thể thoải mái chiến game hay làm việc trong điều kiện thiếu ánh sáng. Cùng với đó thì là phần trackpad rộng vừa đủ, cảm giác vuốt rất dễ chịu. Và ở đây thì Acer rất biết cách chiều lòng người dùng, đặc biệt là anh em game thủ. Đó là tặng kèm thêm bàn phím Gaming Creator TKL301 khi các bạn mua Acer Aspire 7 từ ngày 1 tháng 7. Kết hợp với cả Aspire 7 thì các bạn sẽ sở hữu combo chiến game hoàn hảo. Và một điều mình rất thích ở chiếc laptop này đó là hệ thống cổng kết nối đa dạng giúp các bạn dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác, bao gồm hai cổng USB 3.2, một cổng USB Type-C, một cổng USB 2.0, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45 và một jack audio combo. Và tổng kết lại thì Acer Gaming Aspire 7 vẫn là một chiếc laptop gaming giá rẻ với combo cấu hình mạnh mẽ trong tầm giá, chất lượng build tốt trong tầm giá khoảng 15 triệu thì chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho nhiều đối tượng. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.